Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mãn kinh là một quá trình sinh học tự nhiên, tuy nhiên các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh có thể phá vỡ giấc ngủ, giảm năng lượng của bạn hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe cảm xúc. Khi bước vào độ tuổi này, bạn cần theo dõi sức khỏe thường xuyên để phòng ngừa các bệnh lý có thể xảy ra. Thông tin được đăng tải trên trang Alo bác sĩ và trang Sức khỏe và Đời sống đậu nành, thực phẩm tốt cho phụ nữ tuổi mãn kinh. Một nhóm bác sĩ người Ý nhận thấy tần suất của những cơn bốc hỏa giảm đến 45% trong nhóm phụ nữ mãn kinh được sử dụng 60 gram đậu nành hàng ngày trong suốt 12 tuần. Chế độ ăn dầu đậu nành có thể giúp bạn làm ổn định huyết áp và giảm các khó chịu của thời kỳ mãn kinh mà không kèm với các tác dụng phụ có thể gặp phải khi sử dụng điều trị nội tiết thay thế. Đậu nành còn giúp gia tăng hấp thu canxium vào xương và ngăn quá trình loãng xương, từ đó làm giảm nguy cơ gãy xương. Khi sử dụng chế độ ăn dầu đậu nành trong 12 tuần, các nhà nghiên cứu Úc lại ghi nhận mật độ xương gia tăng 5,2%. Đậu nành cung cấp isoflavone là một loại estrogen thực vật cho cơ thể người phụ nữ mãn kinh vốn rất thiếu hụt estrogen do buồng trứng không còn hoạt động. các biện pháp hạn chế dụng tóc do mãn kinh. Sức khỏe mái tóc của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những sản phẩm, mỹ phẩm bạn đang sử dụng. Tốt nhất, hãy chăm sóc mái tóc một cách tự nhiên và tránh can thiệp mái tóc với các thiết bị như máy xế tóc, ép thẳng, tạo kiểu tóc, nhuộm tóc. Tránh sự căng thẳng, stress có tác động rất lớn đến nồng độ các hóc môn trong cơ thể, do đó tránh căng thẳng càng nhiều càng tốt. Để tránh và giảm căng thẳng, hãy chọn những hoạt động sẽ giúp bạn thư giãn như bơi lội, tập yoga, nghe nhạc, chạy bộ, đi bộ chú ý chế độ ăn uống những gì bạn ăn có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể một chế độ ăn ít chất béo là cần thiết khi đối phó với rụng tóc thay vào đó trái cây rau thịt nạc ngũ cốc nguyên hạt dầu ô liu và dầu vừng nên là một phần của chế độ ăn uống hàng ngày của bạn cách hạn chế chóng mặt trong thời kỳ mãn kinh uống đủ nước Do đổ mồ hôi quá nhiều vào ban đêm khi xuất hiện những cơn nóng bừng trong người, phụ nữ tuổi mãn kinh cần uống thêm nước và chất lỏng, cố gắng uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Hạn chế muối, giảm lượng muối ăn vào sẽ giúp kiểm soát được huyết áp, ngăn không cho dịch tích tụ trong tai và làm giảm nguy cơ chóng mặt. Nghỉ ngơi đầy đủ, cố gắng ngủ đủ 8 giờ hàng đêm để bạn có thể đầy đủ năng lượng vào ngày hôm sau. Tập thể dục đều đặn và hít thở không khí trong lành, không hút thuốc lá và hạn chế uống rượu. Dùng thuốc Bác sĩ có thể kê toa các loại thuốc nhất định để giúp giảm bớt một số triệu chứng của mãn kinh, nên trao đổi về các loại thuốc khác đang dùng với bác sĩ để giúp ngăn ngừa các tác dụng phụ và tương tác thuốc liên quan chóng mặt. Tại sao đến tuổi mãn kinh huyết áp lại tăng? một số nghiên cứu từ các nhà khoa học mỹ xác định rằng sự rối loạn nội tiết tố nữ estrogen trong thời kỳ này chính là nguyên nhân gây ra tăng huyết áp estrogen có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch chúng điều hòa chuyển vận ion ngăn sơ vữa động mạch làm giãn rộng mạch vành làm tăng lưu lượng động mạch vành làm giãn mạch phòng tăng huyết áp vào thời kỳ mãn kinh hoạt động của bừng trứng suy giảm khiến lượng estrogen sụt giảm vì vậy cũng làm tăng huyết áp và các bệnh tim mạch căng thẳng và lo âu là triệu chứng phổ biến trẻ em thường gặp phải trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh và đây cũng là nhân tố tác động tiêu cực đối với huyết áp. Chăm sóc đời sống tình dục tuổi mãn kinh Tuổi trung niên là một giai đoạn dài của đời người phụ nữ và chứa đựng nhiều đổi thay trong cơ thể từ sức khỏe nói chung đến chức năng tình dục những dấu hiệu như bốc hỏa, giảm ham muốn, khô hạn, mệt mỏi làm ảnh hưởng đến quan hệ gối chăn và chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân là do bộ các hóc môn nữ thay đổi bất thường, suy giảm dẫn đến tình trạng tiền mãn kinh và mãn kinh. Các nhà khoa học trường Đại học Coventry của Anh cho biết không có giới hạn về độ tuổi quan hệ tình dục của con người. Phụ nữ mãn kinh cũng vậy, Phụ nữ đã trải qua một đời sống tình dục đầy hưởng thụ và hoàn hảo trước lúc mãn kinh thì sau khi mãn kinh vẫn sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy. Một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn cùng giấc ngủ ngon và tinh thần khỏe mạnh là những thứ duy trì hiệu quả chuyện chăn gối cho người tuổi mãn kinh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.